Vâng, xin chào mọi người. Sáng hôm nay mình tập trung ghép hoa giấy. Những cái phôi cây rất là lớn và mình dẹp xung quanh cho nó ra chậu ra hết ở phía trước để trồng hoa giấy ở trong nhà. Trồng giấy ở trong nhà cho tránh mưa để rửa nó ra mới ổn định được. Trồng hoa giấy, phôi hoa giấy chưa ra rửa mà đỡ ngoài mưa thì nó sẽ không phát triển và có khả năng là đã làm chết cây nha. Cho nên là mình đưa một số cây ra ngoài trước và tập trung trồng những cái phôi cây rất là lớn ở trong nhà. Và mình xin giới thiệu mọi người, trước mặt mình là cái cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ mình dọn đỡ trồng cây hoa giấy và mình cũng cho nó vào một số chậu cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ thì mọi người biết rồi đấy, nó khả năng sinh trưởng và phát triển rất là mạnh và nó làm vỡ cái chậu đất nè. Bây giờ sáng nay mình sẽ tách nó ra trồng nhiều chậu và cái lá của nó rất là to và dài. Cái lá hiện tại dài nhất của nó, của cái cây này thì là tầm khoảng 1,5 m á mọi người. Lá dài nhất nó đó. Nhà mình thì trồng hai cây lưỡi hổ đó. Bây giờ khả năng sinh trưởng nó rất là mạnh và nó không còn chỗ đỡ cho nó sinh trưởng và nó làm cho đỡ nó ra, làm cho tức chậu là và bị vỡ chậu. Cây lưỡi hổ nhà mình thì có hai cây mà giờ sinh trưởng rất là mạnh, biết bao nhiêu thân đỡ nó ra làm rất là nhiều chậu này. Bây giờ cây lưỡi hổ chơi thì nhiều người thì quan niệm phong thủy và một số người thì chơi để làm cảnh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, để làm phong thủy. Mọi người biết rồi đấy, cái cây kiếm thì nó cao, lá nó dài, nó giống như cây lưỡi hổ, nó giống như là cây kiếm, cây lan kiếm đó mọi người, hoa lan kiếm cũng trồng rất là đẹp. Theo như nói về phong thủy thì quan điểm của mọi người nói về cây lưỡi hổ thì nó là cây trừ tà ma đó, trừ tà khí á mọi người. Rồi sáng nay mình sẽ tách từng tép như thế này ra. Trong quá trình tách thì mọi người đừng cho nó cũng giống như thằng hoa lan kiếm, đừng có làm cho cái chỗ cái rễ đó nè, cái rễ ngay chỗ cái cuống già đó nè, đó thì liền thân đó, đừng có làm cho nó bị dập vỡ vết thương như này nó dễ bị thối nha, thối như lan kiếm, nó thối từ gốc đi lên để làm hư cây. Cho nên mọi người kỹ thì cho nó keo mỹ tiến liền sẹo. Hai nữa thì mọi người đỡ cho nó thật khô và trồng vào đỡ cho tầm ấm chậu tầm một ngày, hai ba ngày rồi mọi người mới tưới nước nha. Thì đó là cách chậm, còn cách nhanh thì mọi người nên tha keo mỹ tiến vào. Khả năng cây lưỡi hổ nó phát triển rất là mạnh, chỉ một cái chậu lớn như thế này mà mới tách hai tép còn khá là nhiều nha mọi người đó. Lá của nó cũng rất là đẹp, cao 1,5 m này, bản lá rất là to, bản lá này chỉ cũng tầm 7-8 cm, to hơn bao thuốc lá đó. Chơi cây lưỡi hổ thì đỡ ngắm lá của nó cũng rất là đẹp, màu vàng xanh. Sáng nay mình dọn dẹp và tách cây lưỡi hổ cũng như là mình sẽ trồng rất là nhiều hoa giấy đó vào cái vách tường này. Vì trồng hoa giấy thì cần ban đầu thì cần nó không bị dính mưa. Mưa thì nó chất axit. Đó. Mưa có chất axit cho nên là một số cây mình trồng ở phía sau nhà mình đỡ mưa thì cây nó đã bị rụt lá và bị đứng thân không ra rễ. Vì thế phải trồng trong nhà mà diện tích nhà mình thì rất là hẹp. Mình tận dụng những cây hoa giấy của người chị đã chia sẻ đỡ mà trồng.
Cây lưỡi hổ thì chơi nó cũng không có chăm sóc nhiều, lâu lâu tưới nước một hai lần nước thôi đó. Nó thì trồng đất và chủ yếu là nó chịu hạn nha mọi người, cũng không thoát nước tốt, không cũng nên chăm nó ít ít nước thôi và thoát nước tốt thôi. Nó sinh trưởng rất là mạnh. Ngày nay thì phong trào chơi cây cảnh nói chung, những cái cây mà ngày xưa gọi là mọc bờ rào không ai chơi, bây giờ hầu như ai cũng chơi. Mọc mọc đầy đường ngày xưa mà đâu có ai chơi đâu, bây giờ những cái cây lưỡi hổ như thế này, những cái shop cửa hàng hoa lan và cây cảnh họ đều bán hết nha mọi người. Theo như mình tìm hiểu ở trên mạng thì họ bán ba tép như thế này, ba tép như này đặt vào một cái chậu nhỏ cũng tầm 100 mấy chục ngàn á mọi người. Đây, nếu mà tách tép ra thì rất là nhiều nha mọi người. Đấy, nó sinh trưởng cũng gần giống như lan kiếm, thân lá gần giống như là lan kiếm vậy, cũng dở chăm dở trồng. Mà khác thì ở chỗ là thằng lan kiếm nó không có trồng đất, không thể so sánh cái cây phong lan được, nhưng mà thằng lan kiếm nó cũng gần như là gần gần như thôi, nó là địa lan thì nó cần giữ ẩm tốt nhưng mà phải thoát nước, còn thằng kiếm thì trồng đất đó. Rửa lan kiếm nha mọi người là rửa rửa kim, còn rửa của lưỡi lưỡi hổ thì rửa kim một chùm, còn rửa của hoa lan kiếm thì nó rất là to, nó dưới gần giống như là rửa rửa gió mọi người, rửa gió như là tam bộ xích và quớ nghinh xuân vân vân. Chơi lan kiếm thì đây nó mọc lên thì tầm tầm 3 lá này, 4 lá này, 5 lá này. Mà bản lá nó thì có những cái lá lên tới tầm 10 phân. Đó, 10 cm. Đó, còn nếu mà chơi lan kiếm á, hoa lan kiếm á, thì bản lá nó đạt mà tốt nhất là 8 cm. Mà giá trị hoa lan kiếm bây giờ họ tính theo phân là cm đó mọi người, cm. Đó, còn bản lá của thằng lưỡi hổ thì đạt được 10 phân. Chơi rất là đẹp. Bây giờ chơi chơi hoa lan kiếm thì người ta của họ họ cũng cũng ít làm chậu treo, họ làm những cái chậu đặt ở dưới đất. Đó. Những chậu sành sứ rất là to. Và quay lại cái chủ đề về cái cây lưỡi hổ này, mình chia sẻ. Kênh mình thì là hoa lan và cây cảnh, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả những cái cây gì mà mình biết của mình và mình đang trồng đó. Mọi người nếu mà đi cà phê hay nhà hàng khách sạn thì mọi người thấy những cái chậu lưỡi hổ như thế này nó đặt rất là nhiều ở phía trước. Thì lưỡi hổ thì có lưỡi hổ ta và lưỡi hổ nhập ngoại nữa, có lưỡi hổ thái nữa, lưỡi hổ mà những cái chậu nhỏ để bàn đó mọi người. Đây, nhà mình có một chậu này. Đây, lưỡi hổ đây của bà chị đem xuống tặng nè. Thấy mọi người thấy lưỡi hổ thái và lưỡi hổ ta nó khác nhau chỗ nào? Lưỡi hổ thái thì nó mọc lên giống như là hoa sen nè. Đó. Nó rất là ngắn, lùn. Còn lưỡi hổ ta thì nó dài. Nó dài. Chia sẻ cho mọi người biết về cây lưỡi hổ, và cái kênh mình chưa có video nào nói về cây lưỡi hổ. Và tùy vào cái mức độ chăm sóc mà cái bản lá nó có màu sắc khác nhau nha. Cho ánh nắng nhiều ở ngoài sân và cũng như là ở trong nhà nó sẽ đậm nhạt khác nhau. Đó, anh em nào thích cây lưỡi hổ thì comment ở dưới. Và mình sẽ chia sẻ
chia sẻ ít cho mọi người nha. Vì riêng một chậu này mà tách ra thật sự là rất đỡ trồng là rất nhiều chậu. Một chậu này tách ra thì tầm phải tầm 40 tép. 40 mấy hay 50 tép đó mọi người. Rất là dày. Đó, riêng nãy giờ mình tách là 2 tép mà cái chậu còn nguyên si nè. Chắc cũng 40 mấy tép. Mình còn một cái chậu trong góc nữa. Đó, nhà mình thì bờ ngang thì 5 mét là trồng thì cây cảnh thì rất là nhiều, hầu như mình tập trung chơi hoa lan là chính. Và trong quá trình chơi lan thì mình cũng chơi cây cảnh cho vui thôi. Và video đến đây mình cũng xin được kết thúc. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi. Và mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Xin chân thành cảm ơn.